Vâng, con xin được chào mừng tất cả các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn đang quay trở lại với clip của Quang. Hôm nay thì Quang xin được chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người cái cách vào cám cho con chòe than mà nó vào mà nó ăn cám một cách nhanh nhất. Vâng, và thực tế thì thưa với tất cả mọi người rằng Quang vừa về đây bốn chú chòe than mẫu mã rất là to, đẹp, dài. Và hiện tại thì đây Quang đang dùng cái sản phẩm cám này là cám của Quang. Quang nghiền ra và trộn với cả cắt sâu dế như này. Thế thì với những cái chú chim mà chúng ta muốn nó ăn cám nhanh nhất thì chỉ có mỗi cách duy nhất là cái cám nó phải thơm ngon. Cái thứ hai là trong cái quá trình mà chúng ta trộn vào ấy thì chúng ta không nên đổ nhiều quá. Đây như ở chỗ này này, như ở chỗ này nhé. Toàn bộ cái chỗ này này chỉ đủ đầy một cái cống, không đến đầy một cái cống thủy tinh đang ở đây thì chia cho bốn con. Đấy. Thế cái cách mà làm cho nó ăn cám nhanh nhất ấy, thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải để chim ở một cái chỗ tĩnh, không bị hoảng sợ. Đấy, không bị hoảng sợ. Và chim nó tĩnh ấy, thì là nó sẽ đói thì nó sẽ ra nó ăn. Đấy, và cái vấn đề nữa là khi mà chúng ta trộn ấy, thì chúng ta trộn vừa phải như này thôi. Thì như hiện tại bây giờ ấy, là Quang về đến nhà là 8 giờ thì đến bây giờ là khoảng 8 giờ 15. Đấy. 8 giờ tối đấy. À, đến bây giờ thì Quang chỉ trộn một lần duy nhất này. Cho nó ăn đến khoảng 10 giờ tối thì Quang sẽ tắt điện cho chúng nó đi ngủ. Thì sáng mai thì mình cố gắng dậy sớm và mình sẽ trộn thêm vào một cái lần như thế này nữa, chia đều cho bốn cái con này. Đấy, vừa phải thôi. Và độ khoảng 2-3 tiếng sau, ví dụ như mình trộn tầm từ 6 giờ sáng thì độ khoảng 9 giờ sáng mình lại trộn một lần nữa đổ vào cho ăn. Đấy, và khoảng 12 giờ trưa mình lại trộn một lần nữa. Đấy. Và đến chiều thế cố gắng được khoảng 2 lần và chỉ cần nó đủ ăn thôi nhé. Mọi người để nó đói đói tí nó ăn thì chắc rằng là đây mọi người thử vấn đề là anh em thử theo dõi xem là thực tế bốn cái con chim này xem là con nào ăn cám nhanh nhất nhé. Và đây nó tùy từng con thôi chứ không phải là cứ nhất thiết là ấy. Có những con khi mà vừa bẫy bắt được ấy nó về với mình sớm nhất ấy thì có khi về sáng sớm ấy, thì đến chiều tối nó ăn cám rồi đấy. Còn ví dụ như bốn con này thì có những con nó khỏe, nó phàm ăn ấy, nó không sợ gì ấy, thì có khi đến chiều tối mai là nó cũng ăn cám rồi. Thì khi nó ăn cám rồi thì chúng ta sẽ nghiền cám nó to dần ra và đến hôm thứ ba thì chúng ta đổ cám hạt và nó ăn thôi. Cái chim bổi ấy thì mùa này thì anh em nhớ là gột ấy thì có một cái phòng kín như thế này. Phòng kín như này thì để cho chim nó không bị gió máy, bởi vì thực tế ra thì trong cái quá trình bẫy bắt nhiều con có khi nó đi xa, vận chuyển nó gầy nó yếu thì không may gió máy một cái thì nhiều con nó cũng chết. Và cái quan trọng nhất là sau khi mà vào cám ổn định thì chúng ta cố gắng là chúng ta cho ăn mồi tươi nó vừa phải thôi, vì là thực tế ra những cái con chim này nó đã thay lông xong ở ngoài tự nhiên rồi. Mùa này thì Quang nghĩ là thay lông xong rồi thì nó rất là khỏe mạnh và nó rất là dễ gột. Đấy. Thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải cho ăn nhiều mồi tươi quá. Cho anh em gột xong thì nhớ để ý là cho ăn mồi tươi thì làm sao mà phân lúc nào nó cũng phải là có khuôn khuôn và nó thành khuôn và phân là phân cám. Chứ còn nếu mà anh em mà cho mồi tươi quá nhiều quá là con chim nó bị đi ỉa là nó cũng dễ rất là dễ chết. Ở ngoài tự nhiên nó khác, ở trong lồng nó khác. Đấy, những cái con chim mới như này thì anh em chú ý là như thế. Vâng, và hiện tại thì đây nha, anh em theo dõi rồi Quang vào cám bốn cái con này nhé, xem là cái con nào ăn cám sớm nhất nhé. Hiện tại thì nó về thì nó bị lật cái hộp nên là nó ướt, nó hơi bẩn bẩn, cho nên vậy cái clip trước của Quang bắt tay ra cho mọi người xem ấy là nó rất là khó nhìn. Đấy, thì để vào cám 1-2 hôm, sang hôm thứ ba thì chỉ thay giấy thôi, thay cống, thay nước cho nó sạch sẽ. Thì đến 3 hôm sau mà nó ăn cám ổn định mà trời nó nắng ấm lên thì mình sẽ cho nó tắm sạch sẽ thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Đây, khi mà cho nó tắm sạch sẽ xong thì mình có thể nhìn được cái bộ lông của nó dễ hơn. Đây mỗi con chỉ bằng này thôi nhá. Đấy. Cái con dế thì mọi người cắt thì cố gắng là cắt đôi ra, đã cắt dọc con dế này, con dế là nó khỏe, nó vẫn ngọ nguậy thì nó kích thích cái con chim nó ăn. Đấy. Mỗi con chỉ bằng này, mỗi con chỉ bằng này thôi nhá. Đấy, này là nó ăn được không hết đâu, nó chỉ ăn nó nhặt cái sâu, nhưng mà sâu nó sẽ ngấm ngấm cám được rồi. Đấy. Đấy, thế này thôi, cái này là hơi nhiều rồi.
Mai thừa đổ phí đi. Đấy, thế là tí nữa là đói rồi ra ăn. Ngày xưa thì vào cám ấy thì cứ phải ngó ngó nghiêng nghiêng xem con chim nó có ăn hay không. Cứ thỉnh thoảng lại sợ nó không ăn lại ra ngó một tí, nhưng mà rất sai lầm nha mọi người nhé. Ở đây là nó tĩnh con chim, là tự khắc nó đói là ra ăn. Mình đừng làm phiền nó. Ôi con này, con này xòe hết bản này. Đây, mình đừng làm phiền nó là được. Đây, vừa về xong. Đấy, thì mọi người chú ý nhé, theo dõi để xem là đến tận chiều tối mai thì con nào đã ăn cám nhé. Chú chim này rất là dài đẹp. Đây, chúng ta sẽ để cái chim nó tĩnh ở dưới này. Đây, ở trong kia thì một con trống này. Thực ra nó đang bị bẫy bắt này thì nó đang sợ này, thì nó nhìn thấy nhau nó chả sao, bây giờ là chỉ còn tí lửa này. Nhưng mà nuôi trời than thì sau này nó có lửa tí thì anh em cố gắng hạn chế, đừng bao giờ cho nó nhìn thấy nhau. Đấy, thế là chúng ta cứ để tĩnh đây nhé. Và anh em nào mà chưa theo dõi kênh của Quang thì đăng ký kênh để theo dõi xem là từ giờ đến mai thì con nào ăn cám đầu tiên nhé, và sớm nhất nhé. Đấy, toàn chim mới về này, phân vẫn còn lát bét ra này. Phần đĩa lát bét. Vâng, ngày mai anh em xem là con sẽ quay xem là con nào nó sẽ ăn cám sớm nhất nhé. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.